Em có bao nhiêu bạn? Em hả? Nè, 5.000 bạn đó. Wow. Đây là trên trên mạng thôi nha. Ở ngoài xã hội nhiều lắm. Wow. Nhiều lắm á. Ừ, của anh bao nhiêu bạn? Anh chỉ có 10 bạn thôi. Cái gì? Anh như vậy mà có 10 bạn thôi hả? Đúng rồi, quý hầu tinh, bất quý hầu đa. Đôi khi là không phải là bạn nhiều là hay đâu em. Bạn ít nhưng mà chất lượng. Đây, em chỉ chọn đại một người trong số 10 người này đi. Chọn ai cũng được hả? Được. Diệu ơi, chuyển giùm anh 20 triệu đi, anh có việc gấp. Thấy không? Em thấy không? Đôi khi á, không cần phải nhiều bạn quá, ít nhưng mà chất lượng. Có bao nhiêu người bạn trong đời là đủ? Làm gì vậy? Sao tự nhiên người ta mới chuyển tiền cho anh chứ anh chặn người ta? Với anh á, bạn không cần nhiều. Đối với anh là 9 người là đủ. Em chấp nhận kết bạn với anh chưa? Em quên bạn rồi nha. Thôi khỏi. Chấp nhận đi. Thôi. Quên rồi. Thôi nha cha.